Hôm nay chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn một chút về tiếng ve sầu dân gian giữa lòng thành phố, báo hiệu mùa hè năm 2021. Và một chia sẻ nhỏ khi mà đi đường ở cuối video, cô chú anh chị và các bạn chú ý khi đi đường nhé. Tiếng ve kêu ấy. Lúc này là khoảng 14:44, 3:15 thứ sáu ngày 14 tháng 5 đấy. Ở đây với chân cầu ve kêu thì thôi rồi. Đi dọc vườn hoa để xem ve có kêu hết rồi nhé. Kiểu như là tiếng ve báo hiệu mùa hè, nhưng mà mùa hè đến rồi. Mấy hôm nay nắng khá nắng. Chỗ đoạn này thì lại không có. Chỗ đoạn này với cả chỗ chân cầu Lạc Long phía chỗ nhà mình thì tiếng ve kêu rất là nhiều luôn. Tầm chiều này ánh nắng hắt ra thì chỗ khu công viên này, cái công viên dọc giải trung tâm thành phố này khá mát nhé. Có mỗi đoạn chỗ gần trường Trần Phú cũ kia thì tiếng ve kêu khá là nhiều thôi, còn dọc đây thì không có. Không hiểu sao đây cũng cây cối um tùm mà nó lại không biết ve đó, để mình đọc xem cụ thể là ve sống ở trên cây nào mà nó kêu nhiều thế. Ve sầu đây, đây rất là nhiều cây cối luôn. Dọc đoạn này không có. Đây là nhà lớn này, đang bầu cử cho nên là bảng hiệu viết rất là nhiều. Đây này. Ngoài khoảng 31 độ. Tiếng ve sầu kêu chia sẻ cho mọi người để mọi người biết thôi.